Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào sáng ngày 30 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nữ kế toán thụt két gần 500 triệu đồng về tội tham mô tài sản. Cụ thể bị can trong vụ án là bà Nguyễn Thị Huyền, 40 tuổi, trú phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, là kế toán trường chính trị tỉnh Đắk Lắk. Trước đó tháng 3 năm 2018, trường chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo công an thành phố Buôn Ma Thuột về việc nhà trường bị mất trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó thủ quỹ kế toán của trường thông tin lại số tiền bị mất hơn 500 triệu đồng. Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, ngày 16 tháng 3 năm 2018, trường chính trị tỉnh báo mất trộm thì 3 ngày sau, khi chưa xác định rõ được nguyên nhân, chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, bà Huyền lập phiếu chi số 283 ngày 19 tháng 3 năm 2018 tương ứng số tiền báo mất 424.777.280 đồng. Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, việc xử lý số tiền báo mất trộm như trên là không thực hiện đúng quy trình, trình tự thủ tục theo quy định. Sau đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuật thụ lý khởi tố vụ án để điều tra, rồi chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk do vừa thẩm quyền. Sau một năm điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắc đã đình chỉ vụ án vì không tìm ra kẻ trộm. Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắc có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra lại vụ mất trộm để xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ số tiền hơn 500 triệu đồng mà trường chính trị báo mất trộm là không đúng sự thật mà có dấu hiệu nhân viên văn thư, thủ quỹ tham mô tài sản. Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bà Huyền như đã nêu ở trên. Liên quan đến trường chính trị tỉnh Đắk Lắc trong năm 2023, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 tại đơn vị này, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng. Theo kết luận, trường chính trị tỉnh Đắk Lắc có nhiều sai phạm như chi vượt chi sai mức chế độ từ ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng, thu vượt mức học phí của học viên trên 200 triệu đồng, thanh toán tiền vượt giờ chưa đúng quy định trên 155 triệu đồng, thanh toán tiền thuê đơn vị kiểm toán độc lập chưa đúng quy định với số tiền 231 triệu đồng. Sở Tài chính đề nghị Trường Chính trị tỉnh nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, giả soát, khắc phục, thu hồi triệt để những khoản chi không đúng quy định. Sau đó, ông Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bỏ 231 triệu đồng tiền túi ra để khắc phục ngân sách nhà nước. Vừa qua vào ngày 23 tháng 7, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án tham ô hơn 186 tỷ đồng ở trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, trong đó bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm, cựu thủ quỹ trường đại học bách khoa đà nẵng bị tuyên mức án tử hình khi tham ô tài sản của trường cựu hiệu trưởng trường này cũng nhận 4 năm tù vì liên đới cụ thể bị cáo lâm thị hồng tâm cựu thủ quỹ 51 tuổi chú quận hải châu đà nẵng nhận mức án tử hình hoàng quang huy cựu trưởng phòng kế toán tài chính 35 tuổi chú quận cẩm lệ đà nẵng mức án trung thân về tội tham ô tài sản bị cáo đoàn quang vinh cựu hiệu trưởng 62 tuổi chú quận sơn trà nhận 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như, 38 tuổi, chú quận Cẩm Lệ, nhận án trung thân và Nguyễn Khánh Dương, 27 tuổi, chú quận Cẩm Lệ, nhận án 20 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng thể hiện, từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, Tâm với vai trò là thủ quỹ, Huy là trưởng phòng kế toán tài chính trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng của nhà trường. Để che giấu hành vi phạm tội, Tâm và Huy lập hồ sơ thanh toán khống để tăng số tiền chi, giảm số tiền tồn quỹ cho phù hợp với thực tế sau khi đã bị chiếm đoạt. Các bị cáo còn điều chỉnh số liệu của tài khoản tiền gửi ngân hàng trên phần mềm quản lý kế toán của trường, hợp thức các biên bản kiểm quỹ hàng tháng vào cuối năm. Trên thực tế không có tổ chức kiểm tra. Còn bị cáo Đoàn Quang Vinh với vai trò là hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, thời điểm đó đã ký xét không ghi số tiền cụ thể, không kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hàng tháng vào cuối năm, buông lỏng quản lý tài sản của trường, dẫn đến việc cấp dưới chiếm đoạt tiền gây thất thoát tài sản. Trong khi đó, bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như quen biết với Tâm và có ý định chiếm đoạt tài sản nên đưa ra thông tin gian dối, mở tiệm nêu, đầu tư chứng khoán, nuôi tôm, buồn gỗ để lừa đảo Tâm hơn 203 tỷ đồng. Dương Biết Như đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của Tâm nhưng vẫn đồng ý nói chuyện để Tâm tin tưởng chuyển tiền cho Như giúp Như chiếm đoạt tiền. Được biết các bị cáo Vinh đã khắc phục hơn 9 tỷ đồng, Huy và Tâm đã tác động gia đình bồi thường khắc phục 70 triệu đồng, trong đó Huy 20 triệu đồng, Tâm 50 triệu đồng. Tại tòa các bị cáo Vinh, Tâm, Huy thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trước đó vào ngày 12 tháng 7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng, Quảng Trị khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Phương Tài, chú khóm 2, thị trấn Diên Xanh, thủ kho, kiêm thủ quỹ, hợp tác xã nông nghiệp Thọ Bắc về tội tham mô tài sản. Trước đó, tháng 11 năm 2023, qua công tác kiểm tra tài chính cuối năm, Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Thọ Bắc phát hiện tiền quỹ của hợp tác xã do nhân viên thủ kho kiêm thủ quỹ Nguyễn Phương Tài quản lý bị thâm hụt hơn 204 triệu đồng nên trình báo công an huyện Hải Lăng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hải Lăng điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023, lợi dụng nhiệm vụ được giao của Hợp tác xã Nông nghiệp Thọ Bắc, Nguyễn Phương Tài đã chiếm đoạt công quỹ của hợp tác xã với tổng số tiền hơn 204 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và sử dụng cho việc gia đình. Căn cứ hành vi phạm tội và quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hải Lăng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Phương Tài về tội tham ô tài sản và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng. Khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tương tự những sự việc trên, vào ngày 2 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán Nguyễn Đức Khuê và Thủ quỹ Trung tâm Lê Ngọc Muôn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán đã tống đạt và thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Muôn để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc này, ngày 21 tháng 12 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Bùi Thị Ngọc Yến, kế toán trưởng trung tâm phát triển quỹ đất huyện Định Quán để điều tra về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra xác định, Yến đã lợi dụng chức vụ được giao trong quy trình rút tiền mặt, quy trình thực hiện ủy nhiệm chi bằng chữ ký số để đề nghị kho bạc nhà nước huyện Định Quán trả tiền cho các hộ dân thuộc diện bồi thường trên địa bàn nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 46,8 tỷ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách nhà nước. Quá trình mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong vụ án trên, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Muôn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong công việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng, trong đó Khuê và Muôn gây thất thoát số tiền lần lượt khoảng 46 tỷ đồng và 18 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định hành vi của Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Muôn đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo công an Đồng Nai, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh năm 1990, chú phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Châu, Lê Thị Mùi sinh năm 1979, chú phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là kế toán bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Châu và Phạm Văn Phấn sinh năm 1989, chú xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình là lái xe dịch vụ để tiếp tục điều tra về tội tham ô tài sản. Theo quy định tại khoản 2, điều 353 Bộ luật hình sự, theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Châu có địa chỉ tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện việc một số cán bộ, nhân viên của công ty thông đồng với khách hàng có hành vi chỉnh sửa sổ quỹ và phần mềm quản lý để chiếm đoạt tiền của công ty. Căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Lê Thị Mùi, Nguyễn Thị Ngọc Minh được lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Châu phân công làm việc tại vị trí nhân viên kế toán bán hàng, có nhiệm vụ theo dõi công nợ, thực hiện đúng các thủ tục thanh toán với khách hàng. Khi khách hàng trả tiền công nợ phải có trách nhiệm quản lý, sau đó bàn giao đầy đủ cho thủ quỹ hoặc lãnh đạo công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Thị Mùi và Nguyễn Thị Ngọc Minh đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty cấu kết thông đồng với Phạm Văn Phấn thực hiện hành vi sửa sổ quỹ, chỉnh sửa phiếu thu tiền. Được biết, lực lượng chức năng đã chứng minh được mùi, minh phấn, thực hiện 35 lần chiếm đoạt tổng số tiền 422 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Châu. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.